Lời đầu tiên, đọc giải trí xin kính chào quý ông bà ở tuổi cao niên và thân chào các bạn trẻ ở khắp nơi đang ở lứa tuổi 20, bao gồm cả nam và nữ. Trong chương trình của Độc giải trí ngày hôm nay thì đọc giải trí sẽ diễn đọc hai bài viết được coi như là hai tài liệu quan trọng liên quan đến một danh tướng được coi như là bậc nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Bài viết thứ nhất được coi như là một bài tường thuật về chuyến đi của phu nhân cố trung tướng Ngô Quang Trưởng về ngọn đèo Hải Vân ở miền Trung Việt Nam nhằm rắc xương cốt của cố trung tướng Ngô Quang Trưởng trên đỉnh đèo hùng vĩ của miền Trung Việt Nam này việc rắc xương cốt của cố trung tướng Ngô Quân Trưởng trên ngọn đèo hùng vĩ của miền Trung nước Việt là nhằm thực hiện cái tâm nguyện của ông đã được để lại trong di chúc vào những ngày cuối đời khi sinh sống tại Mỹ. Đó là ông muốn xương cốt của ông, di cốt của ông được rắc trên đỉnh của ngọn đèo hùng vĩ để hòa tan trong sông núi trong biển cả và trên những vùng đất mà ngày xưa những người lính của ông khi ông làm tư lệnh quân đoàn 1 đã nằm xuống rải rác khắp ở miền Trung nhằm thể hiện tinh thần huynh đệ chi binh, tướng với lính khi sống thì cùng sống và khi chết thì cùng chết thì bà phu nhân cố trung tướng Ngô Văn Trưởng đã cố gắng về Việt Nam để thực hiện cái tâm nguyện, cái di chúc vào cuối đời của cố trung tướng Ngô Văn Trưởng. Trong bài viết thứ hai, đúng ra là một bài dịch của tác giả là ông Triệu Phong, dịch lại một tài liệu mà ghi lại những nhận xét của các giáo sư học giả của các sĩ quan tướng lĩnh của Mỹ về danh tướng Ngô Quang Trưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một bài dịch có giá trị ghi lại những cái thời điểm nổi bật trong cuộc đời của danh tướng Ngô Quang Trưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam thì đọc giải trí sẽ diễn đọc lần lượt hai bài viết hai tài liệu quan trọng liên hệ đến cuộc đời của cố Trung tướng Ngô Quang Trưởng sau đây là phần diễn đọc gia đình tướng Ngô Quang Trưởng đưa ông về với quê hương với biết bao đồng hương và cụ chiến sĩ cùng đồng đội đã đến dự tang lễ của cố trung tướng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Quang Trưởng được long trọng cử hành vào ngày 25 tháng Giêng năm 2007 tại Fort George, Virginia, miền đông Hoa Kỳ. Sự tiễn đưa vị tướng nổi danh là Tài và Thanh Bạch đã hoàn tất sau lễ di quan cùng ngày nhưng nhân một chuyến viếng thăm tòa soạn bà quả phụ ngô quang trưởng tâm sự với phóng viên người việt rằng việc tiễn đưa chồng và cha về nơi yên nghỉ cuối cùng chỉ được bà và bốn người con thực hiện một năm sau đó khi tro cốt của ông được đưa về rải trên ngọn đèo hải vân việt nam theo ước nguyện cuối cùng của ông bà trưởng tâm sự rằng Thở ông còn sinh thời, hai người đã mua sẵn hai lô đất cạnh nhau. Nhưng một hôm, tướng trưởng lại nói với bà rằng, có lẽ sau khi qua đời, ông muốn được thiêu và mang về Việt Nam. "Về Việt Nam, thế anh không muốn ở cạnh bên em sao?" Bà trưởng kể đã hỏi chồng như thế. Tướng trưởng lúc đó đã trầm ngâm không nói rồi thấy vợ buồn buồn, ông an ủi. Thôi, thấy anh sẽ ở lại đây cạnh em. Đã yên trí như thế, nhưng sau khi ông nằm xuống, bà trưởng vẫn không ngạc nhiên. Khi Mai Trinh, cô con gái đầu lòng bảo rằng bố dặn kỹ là mang cho cốt bố về rải trên đèo Hải Vân. Thì ra sợ vợ buồn, tướng trưởng đã không tâm sự với bà mà chia sẻ tâm tư với cô con gái lớn không chỉ tâm sự ông còn tả tỉ mỉ về ngọn đèo ấy tả rõ sống động và đầy ấn tượng đến nỗi theo lời bà trưởng một người bạn thân của mai trinh đã nhờ lời tả của ông mà vẽ lên bức tường đằng sau bàn thờ và hài cốt của ông một bức tranh về cảnh đèo ngoạn mục này. Lạ lắm, người họa sĩ nghiệp dư này chưa bao giờ đặt chân đến đèo Hải Vân, mà không hiểu làm sao lại vẽ ra cảnh đèo hình dáng rất giống chỗ rải cho sau này, bà trưởng kể. Khi xe đi đến Huế thì trời mưa tầm tã, bà trưởng đã lo là thế này thì làm sao mà rải được rồi lâm râm cầu nguyện bỗng dưng trời tạnh mây quang thoạt tiên bà trưởng chỉ cho rằng lý do tướng trưởng muốn được nằm rải rác trên ngọn hải vân là vì ông gắn bó với dân chúng ở miền trung nhưng khi xe leo lên đến đỉnh đèo bà mới thấy là cảnh ở đây hùng vĩ quá ngoạn mục quá không hổ danh là nơi đã được vua Lê Thánh Tông đặt cho tên Đệ Nhất Hùng Quang. Và nếu muốn ở lại quê hương thì có lẽ khó chọn nơi nào lý tưởng hơn. Nằm treo leo trên dải Trường Sơn, bên là núi, bên là biển, gió mạnh và mây lúc nào cũng bay là đà. Đèo Hải Vân dài 21 km là ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế ở phía bắc và thành phố Đà Nẵng phía Nam với đỉnh cao nhất là 496 m so với mực nước biển. Đi qua một vùng biển với những chiếc tàu nhỏ nằm yên trên ven bờ, qua một rừng thông cao che khuất những rặng núi xa mời. Ông Tính, người tài xế rất thân quen với tướng trưởng ngày xưa, cho biết bắt đầu ra cửa biển Đà Nẵng chiếc xe tiếp tục chạy ngoằn nghèo trên ngọn đèo vừa đẹp vừa nguy hiểm. Biển không xanh lơ mà là màu xanh lá non của những ngày không có nắng. Trên bầu trời, sen lẫn tầng mây trong xanh lẫn những làng mây xám. Một bên đường vài cây lao đùa trong gió vặt vờ. Sóng biển vỗ vào bờ, ném lên những làng sóng trắng. Đúng chỗ này rồi anh, một người con gái của bà kêu lên, có con sông nữa nè, người con khác nói. Sao giống chỗ vẽ trong bức tranh quá, bà trưởng nghĩ thầm, có cảm tưởng ông đang ở quanh đây, rất gần. Xe dừng bên một cái miếu bên đường, trời lạnh và gió phần phật, bà trưởng tay cầm bó hoa huệ, tay cầm bó nhang, đứng co ro trước ngôi miếu. Bốn người con và cả ông tài xế chia nhau hoa, nhang, rồi lâm râm khấn vái. Một người con trai tay run rung mở bọc tro, bà và những người con, mỗi người một nắm tro, đứng tựa vào thành sắt trên đường đèo, rồi thay phiên nhau mở rộng tay ra. Nhưng kìa, sao gió mạnh thế mà tro vẫn vón lại thành một khối vắng vương rồi mới tan ra tung bay theo gió. Ok, con đưa ba về. Một người con gái nói trong tiếng thở dài. Ba happy rồi đó. Thôi, goodbye nha ba. Lâu lâu, ba về thăm gia đình. Người con khác dặn dò. Rải tro xong, bà trưởng tầng ngần nhìn cảnh đèo. Những hạt tro như còn vướng vắt trên tóc trên áo bà gió thổi vi vu, những gì còn lại của thể phách của cố trung tướng Ngô Quang Trưởng đã được bay vào thinh không, rơi xuống từng ngọn đồi, bám vào từng lá cây, hòa tan trong lòng biển Thái Bình Dương, mãi mãi quấn quýt về đất nước Việt Nam. Bên cạnh những người dân miền Trung nghèo nàn và mảnh đất mà ông và bao chiến sĩ đã xả thân bảo vệ bà hơi buồn nhưng nhẹ nhàng như đã làm xong được một việc canh cánh bên lòng tôi thấy anh đã quyết định đúng và thấy thanh thản cho anh ấy bà chia sẻ rồi bà mơ màng như nói cho một mình nghe chế độ nào thì rồi cũng phải qua đi nhưng đất nước muôn đời vẫn là đất nước mình cuối cùng anh đã về được với quê hương thân chào các bạn vừa rồi là phần diễn đọc của đọc giải trí về một bài viết mang nội dung tường thuật lại chuyến đi của uh, phu nhân cố trung tướng Ngô Văn Trưởng về ngọn đèo Hải Vân ở miền Trung Việt Nam nhằm thực hiện cái di trúc cuối đời của cố trung tướng Ngô Văn Trưởng là được uh, rải rắc cho cốt trên ngọn đèo hùng vĩ này để hòa tan với không gian của nước Việt, với miền Nam Việt Nam và như là để quấn quýt với những vong hồn của những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã nằm xuống ở vùng đất miền Trung nghèo khổ. Lời nói sau cùng của phu nhân cố Trung tướng Ngô Văn Trưởng trong bài tường thuật vừa rồi là chế độ nào, thời đại nào, triều đại nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có con người chỉ có đất nước, chỉ có dân tộc Việt Nam là muôn đời mãi mãi. Chúng ta thấy rằng sự tàn bạo của Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng rồi cũng qua đi và sự tàn ác của Mao Trạch Đông ở nước Trung Hoa vĩ đại rồi cũng qua đi. Ngay cả chế độ Đế Quốc Liên Xô được Lenin và Stalin thành lập bằng bàn tay sắt máu từ năm 1917 nhưng rồi cũng kéo dài không được 80 năm, tức là cũng không quá một đời người, rồi cũng tan thành thành mây khối. Triều đại nào, dù có hung bạo cực kỳ đến đâu, chế độ nào, dù có dùng bàn tay sắt đẫm máu đến đâu, rồi cũng qua đi, rồi cũng tan đi, rồi cũng trở thành mây khối. Chỉ có con người và đất nước, đặc biệt đối với chúng ta người Việt thì con người và đất nước Việt Nam là còn mãi mãi muôn đời. Như vậy thì chúng ta sống làm sao để giữ danh dự, để có tiếng thơm, để được nhắc nhở mãi trong lòng dân tộc như cố trung tướng Ngô Quang Trưởng. Trong bài viết thứ nhì, tức là một bài dịch từ những tài liệu của các sĩ quan, học giả, giáo sư tướng lãnh Mỹ viết về uh, cố trung tướng Ngô Quang Trưởng nhân ngày dỗ lần thứ ba của ông, thì đọc giải trí sẽ đọc bài dịch này để chúng ta thấy người nước ngoài đã đánh giá, đã nhận xét, đã khen ngợi danh tướng Ngô Quang Trưởng như thế nào. Sau đây là bài đọc về cái bài dịch uh, về những cái nhận xét của tướng lãnh sĩ quan Mỹ về danh tướng. Ngô Quang Trưởng. Tưởng niệm 3 năm Ngài tướng Ngô Quang Trưởng qua đời, Triệu Phong lược thuật. Tướng Norman Schwarzkopf đã nhận xét về tướng Ngô Quang Trưởng như sau. Nhà chỉ huy chiến thuật lỗi lạc nhất tôi từng biết đến. Tướng Ngô Quang Trưởng qua đời vì bệnh tim hôm 22 tháng Giêng năm 2007 tại Fairfax, Virginia ngay sau khi ông mất quốc hội tiểu bang virginia thông qua một quyết định chung tuyên dương cuộc đời của ngô quang trưởng niềm vinh dự duy nhất dành cho một người từng hy sinh để bảo vệ quê hương miền nam việt nam của mình và nêu một gương sống mẫu mực cả trước và sau khi đến xứ sở này ông được xem như là một trong những vị tướng chân thật và có khả năng nhất trong quân đội miền Nam. Trong cuốn The 25 Years of War, tướng Bruce Palmer mô tả ông như là một cấp chỉ huy gan dạ, dày dạn kinh nghiệm, hăng say chiến đấu và có lẽ là một tư lệnh chiến trường lỗi lạc nhất của Nam Việt Nam. Tướng Gray Naycrom Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam từ năm 1968 đến năm 1972 từng nói với thuộc cấp rằng tướng trưởng có khả năng để nắm chỉ huy một sư đoàn của quân lực Mỹ. Tướng trưởng sinh ngày 19 tháng 12 năm 1929 trong một gia đình khá giả ở tỉnh Kiến Phong thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có tài liệu lại viết ông sinh ở tỉnh Bến Tre, trong một gia đình điền chủ giàu có. Sau khi học xong tại Mỹ Tho, ông ghi danh vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức và đến năm 1954 thì trở thành sĩ quan bộ binh quân đội miền Nam. Sau đó, ông theo học trường đào tạo binh chủng dù rồi phục vụ trong binh chủng này suốt 12 năm với chức vụ đầu tiên là đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 5 dù. Giáo sư James R. Williams, giám đốc phòng quân sự thuộc trường Tham mưu Lục quân Hoa Kỳ, trong một bài viết đăng trên tạp chí Vietnam Magazines số tháng 12 năm 2007 đã thuộc lại đầy đủ quá trình phục vụ cùng những thành tích kiệt xuất của tướng trưởng qua 20 năm trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiến dịch đầu tiên mà thiếu úy nhảy dù Ngô Quân Trưởng tham dự là cuộc hành quân tiểu trừ Bình Xuyên năm 1955. Trong đó, ông được thăng cấp trung úy tại mặt trận. Năm 1964, ông được thăng lên thiếu tá và được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn năm dù. Trong thời gian này, ông chỉ huy cuộc hành quân trực thăng vận vào mặt khu đổ xá ở quận Minh Long, Quảng Ngãi, đập tan bộ chỉ huy công trường B1 của Bắc Việt. Đồng thời, ông tạo được tiếng tâm là cấp chỉ huy uy tín, người đã song sáo ra chỉ huy ngay tại chiến trường và biết quan tâm đến binh sĩ. Năm 1965, ông lại điều động tiểu đoàn 5 dù đánh vào mặt khu Hắc Dịch ở khu vực núi Ông Trịnh tỉnh Phước Tuy, Bà Rịa, căn cứ của Sư đoàn Bảy Bắc Việt. Ông được thăng cấp đặc cách tại mặt trận lên chức trung tá, đồng thời được ân thưởng đệ tứ đẳng bảo quốc huân chương và sau đó được chỉ định làm tham mưu trưởng Lữ đoàn dù, rồi tham mưu trưởng Sư đoàn dù vào cuối năm 1965. Năm 1966, Ông được chỉ định làm xử lý thường vụ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh ở Huế và sau đó mấy tháng trở thành tư lệnh thực thụ của Sư đoàn 1 Bộ binh. Cấp tốc củng cố lại sư đoàn, trở thành một trong những đơn vị xuất sắc nhất trong quân đội Nam Việt. Trung tướng Robert e. Cosman, Tư lệnh Quân đoàn 3, Marines Amphibious Force ở vùng 1 chiến thuật và trung tướng Richard G. Stilwell tư lệnh quân đoàn 24, cả hai đều cho rằng nhờ công của tướng trưởng mà sư đoàn 1 có thể sánh với bất cứ đơn vị nào của Hoa Kỳ. Cố vấn của tướng trưởng lúc bấy giờ viết rằng: "Tướng trưởng là người tận tụy, khiêm tốn, có óc sáng tạo và nhiều mưu lược" và tư lệnh quân đội Mỹ ở Việt Nam, tướng William C. Westmoreland, cho rằng tướng trưởng được đánh giá cao trong danh sách tất cả các tướng tài của quân đội miền Nam. Năm 1967, các đơn vị thuộc Sư đồng 1 Bộ Binh tấn công và hủy diệt toàn bộ hạ tầng cơ sở và một số lực lượng du kích ở mặt trận Lương Cơ, Đông Xuyên và Mỹ Xá ở quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Sau chiến công này, ông được thăng cấp chuẩn tướng. Trong cuộc tổng tấn công Tết 68, tướng trưởng vẫn đang là tư lệnh sư đoàn 1. Trong tình huống xảy ra bất ngờ và hoàn cảnh khó khăn phức tạp, vẫn như bao lần khác, tướng trưởng đã điều binh khiển tướng một cách bình tĩnh và tuyệt vời. Trung tướng Cosman người trở thành bạn sau khi có dịp làm việc bên ông, miêu tả lại thành tích của tướng trưởng trong thời gian cuộc giao tranh đẫm máu khốc liệt này. Mặc dù bị địch vây quanh, nhưng ông vẫn đứng vững, dù chiếm trọn thành nội, nhưng địch chưa hề lấy được bộ tư lệnh. Sau Tết, ông được đặt cách lên thiếu tướng. Tháng 8 năm 1970, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 4 với bộ tư lệnh nằm ở Cần Thơ. Sang tháng 6 năm 1971, ông lại được thăng lên trung tướng. Tướng trưởng đưa ra chiến dịch bài trừ lính ma, lính kiển, đào binh và trốn lính trên khắp vùng 4. Ông còn tăng cường khả năng cho địa phương quân và nghĩa quân, biến các lực lượng này thành một phần của kế hoạch phòng thủ cho sự an ninh của vùng châu thổ ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân Bắc Việt mở cuộc tổng tấn công mùa hè đỏ lửa với lực lượng 14 sư đoàn bộ binh và 26 trung đoàn biệt lập, gồm hơn 120.000 quân và chừng 1.200 xe tăng cùng nhiều xe thiết giáp khác. Mục tiêu tấn công là quản Trị, Cung Tum và An Lộc. Phía Nam Việt với quân số chỉ bằng một phần ba quân Bắc Việt đã phải lui quân trước sức tấn công ban đầu. Toàn bộ sư đoàn 3 bị tan rã và ngày 1 tháng 5 năm 1972, quân đội Bắc Việt chiếm thị xã Quảng Trị và tiếp tục đánh mạnh về phía Nam. Ý thức được tình hình nguy kịch, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngưng chức tư lệnh quân đoàn 1 của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm. Người đã không chặn được đà tiến quân của Bắc Việt và chỉ định tướng trưởng đảm nhiệm chức vụ này. Sử gia Lewis Sohrly sau này viết lại rằng, hiệu ứng của sự đổi thay này như một luồng điện, tướng trưởng đến làm lắng dịu được ngay tình hình và chỉ với sự hiện diện của ông cũng đã mang lại hy vọng mới cho các lực lượng Nam Việt ở quân khu 1 tướng trưởng lập tức nắm quyền chỉ huy. Ông truyền thanh quân lệnh cho bất kỳ quân nhân đào ngũ nào không về trình diện đơn vị trong vòng 24 tiếng sẽ lập tức bị bắn tại chỗ. Ông lên truyền hình hứa hẹn sẽ giữ vững Huế, đồng thời đẩy lui quân Bắc Việt. Ông tập hợp một ban tham mưu tuyển chọn và dời bộ tư lệnh ở Đà Nẵng bay thẳng ra Huế, nơi đang hoảng loạn trước cuộc tiến công dữ dội của quân Bắc Việt. Tướng trưởng đã hoàn toàn đảo ngược tình thế nguy kịch ở quân đội một bằng sự chỉ huy lỗi lạc của mình, phản công tái chiếm lại các phần đất đã mất vào tay địch quân, đẩy lui được 6 sư đoàn quân Bắc Việt và tái chiếm quản trị hôm 16 tháng 9. Nhưng đến năm 1975, thì tướng trưởng đã phải đương đầu với thử thách lớn nhất trong đời. Trước một cuộc tổng tấn công khác của quân đội Bắc Việt, khi ông nhận lệnh từ Tổng thống Thiệu là phải bảo vệ Huế đến cùng, và ông cam đoan là Huế vẫn phòng thủ được, thì sau đó lại được lệnh phải bỏ Huế. Trong tâm trạng rối bời vì lệnh lạc không thống nhất rõ ràng, tướng trưởng vẫn gắn hết sức chấp hành lệnh trên dù sao thì cuối cùng cuộc triệt thoái khỏi huế đã trở nên thảm họa không kém gì vừa xảy ra ở cao nguyên do lãnh đạo không thống nhất thiếu sự liên kết nơi nhiều đơn vị và binh sĩ lo lắng cho người thân cuộc lui binh nhanh chóng biến thành hỗn loạn hoàn toàn tình hình đà nẵng cũng tồi tệ không kém trong khi thành phố bị hai sư đoàn quân bắc việt tấn công bằng pháo binh Tướng trưởng đang cố điều động cuộc di tản bằng đường biển, nhưng hỗn loạn vẫn cứ theo chân khi cả binh sĩ lẫn dân chúng cố tìm cách vượt thoát vào nam bằng bất cứ phương tiện nào. Đà Nẵng rơi vào tay quân Bắc Việt hôm 30 tháng 3 năm 1975. Ông cùng băng tham mưu rút ra đoàn tàu cấp cứu của quân đội miền Nam ngoài biển. Tướng trưởng tàn nát cõi lòng vì mất hết lực lượng, đặc biệt là sư đồng một yêu quý của ông. Đến Sài Gòn, ông xin nhập viện vì bị khủng hoảng tinh thần. Một sĩ quan lục quân Mỹ, người từng làm việc với tướng trưởng, nghe tin liền tìm đến gặp và dàn xếp để cả gia đình ông được lên tàu khi Sài Gòn rơi vào tay Bắc Việt. Gia đình ông tướng bị phân tán trong nhiều tuần. Sau khi đoàn tụ lại cùng dọn đến Fort George, Virginia. Ở đây, ông viết nhiều nghiên cứu lịch sử về chiến tranh Việt Nam cho Trung tâm Quân sử Lục quân Hoa Kỳ. Năm 1983, cùng năm vào quốc tịch Mỹ, ông dọn đến Springfield, Virginia làm phân tích gia điện toán cho Hiệp hội Hỏa Sa Hoa Kỳ trong 10 năm trước khi về hưu năm 1994. Bất kỳ kết quả thế nào về cuộc chiến ở quân đoàn 1 và sự sụp đổ của Nam Việt Nam tiếp sau đó, tiến tầm của tướng trưởng vẫn không bị suy xuyển. Tướng Norman Schwarzkopf trong cuốn hồi ký năm 1992 của mình đã gọi tướng trưởng là nhà chỉ huy lỗi lạc nhất tôi từng được biết. Chỉ hình dung qua sơ đồ về địa thế dựa theo kinh nghiệm chiến đấu trong suốt nhiều năm, tướng trưởng hiển lộ khả năng kỳ lạ tiên liệu được địch sẽ đi nước nào. tướng Schwarzkopf tiếp, ông ấy khác với một nhà thiên tài mà tôi nghĩ trong đầu, chỉ cao năm bộ bảy, gầy nhôm, vai sệ, đầu thì như thể quá khổ với thân người, vẻ mặt căng gỏi và đâm đâm, và miệng thì luôn luôn có một điếu thuốc trên môi. Vậy mà ông rất được thuộc cấp, tôn kính và gây nể sợ cho cả cấp chỉ huy của địch. Khác với một số tướng lãnh Nam Việt Nam, tướng trưởng là một người có cuộc sống thanh bần, không chê trách vào đâu được. Và theo lời một người bạn thân, đã sống một cuộc sống khắc khổ và kín đáo, một con người khiêm tốn. Tướng trưởng dân trọn đời mình cho binh nghiệp, tận trung với thuộc cấp, cư xử bình đẳng với mọi người và rất lo lắng cho binh sĩ. Giáo sư James A. Williams kết luận bài viết Nói cho cùng, tướng trưởng là một sĩ quan ngoại hạng, đáng được hưởng tiếng tăm lẫy lừng mà cả binh sĩ quân đội miền Nam lẫn sĩ quan Hoa Kỳ ngưỡng mộ. Ngô quan trưởng dâng hiến đề mình cho đất nước mình đến kỳ cùng. Như lời tướng Palmer nói, ông ta đáng được có một mệnh số may mắn hơn, thay vì phải nhìn nó đi xuống trong thảm bại. Cầu mong cho người chiến binh luôn chu toàn nhiệm vụ này được an nghỉ yên bình. Triệu Phong, tháng 1 năm 2010 Thân chào các bạn! vừa rồi là phần diễn đọc của đọc giải trí đọc lại một bài dịch của ông triệu phong dịch lại từ những tài liệu của các tướng lãnh giáo sư các sĩ quan người mỹ đã có những nhận xét khen ngợi về danh tướng ngô quan trưởng của quân lực việt nam cộng hòa của việt nam cộng hòa của miền nam việt nam một người việt mà suốt đời tận tâm với công việc vừa có tài lại vừa có đức và được người nước ngoài khen thưởng như vậy thì rõ ràng là một điều hiếm có đối với người việt chúng ta từ trước cho đến nay có tài đã là khó nhưng mà có tài rồi mà lại có đức nữa như danh tướng cố trung tướng ngô quân trưởng là một điều hết sức uh, khó tại vì thông thường có người thì người ta ham đua đòi vật chất. Nhiều khi người ta không có tài mà cũng không có đức và sống thì bị chơi bai, bị chửi rủa, tại vì đã gây những cái điều xấu cho cộng đồng, cho xã hội. Đối với danh tướng Ngô Quân Trưởng thì quả là điều hiếm có ở miền Nam Việt Nam và trong cộng đồng của người Việt tị nạn ở hải ngoại hiện nay cũng khó kiếm được một mẫu người vừa có tài vừa có đức có nhưng mà hiếm có nhưng mà rất ít vì thế cái tấm gương của cố trung tướng Ngô Văn Trưởng là một tấm gương sáng chói mà người Việt chúng ta đặc biệt là những người trẻ ở hải ngoại hay ở trong nước hãy nhìn vào tấm gương của cố trung tướng Ngô Văn Trưởng để chúng ta chiêm nghiệm để chúng ta suy nghĩ để chúng ta soi rõ lại bản thân của chúng ta sống cố gắng rèn luyện nếu không có tài thì cũng phải giữ lấy cái nề nếp đạo đức của một con người mà nếu có tài và có đức thì lại càng tốt nó sẽ đóng góp cho cộng đồng cho xã hội rất là nhiều. Đời người thì kéo dài không được 70 năm, 80 năm, người nào thọ lắm là 100 năm, giống như một chế độ, giống như một triều đại chúng ta có thể làm ra đồng tiền rất là nhiều chúng ta có thể hưởng thụ cuộc đời của chúng ta chúng ta có thể có tiền bằng bất cứ phương tiện gì nhưng mà nếu chúng ta không có đức thì chúng ta không tạo được cái tiếng thôn trong cuộc sống trong xã hội mà nếu chúng ta tạo ra được một cái đức sống một cách rất đạo đức với cộng đồng với xã hội với dân tộc chẳng hạn như là danh tướng ngô quân trưởng tận tụy với người lính, chia sẻ buồn vui với người lính dưới quyền thì cái đó là ông đã tạo ra một cái đạo đức với binh sĩ và từ đó tiếng thôn được lưu truyền từ năm à, những năm 60, những năm 70 và đến bây giờ, tức là hơn nửa thế kỷ mà người Mỹ vẫn nhắc nhở, vẫn khen ngợi danh tướng Ngô Văn Trưởng của Việt Nam Cộng hòa. Đó là cái điều để chúng ta suy nghĩ để chúng ta chiêm nghiệm, cố gắng sống nếu chúng ta không có tài thì chúng ta cố gắng gìn giữ nề nếp đạo đức. Và người nào có tài đóng góp cho cộng đồng cho xã hội thì cố gắng gìn giữ đạo đức để lưu danh lại giống như là danh tướng Ngô Văn Trưởng. Thì qua bài viết này, qua cái phần diễn đọc đến đây là chấm dứt. Xin tổng chào các bạn và hẹn ở video kỳ sau.